âm g là một âm nằm trong ba âm. Mình sẽ dùng cái phần cuống của phần lưỡi, cuống lưỡi đó. G. Đó. Và âm g là âm hữu thanh, âm rung. Còn cái âm k là âm vô thanh, âm không rung. Còn một âm nữa là âm ừ. Thì âm này chúng ta sẽ cong cái phần đó, mình chặn cái phần hơi, nó sẽ đi qua phần mũi. Rồi, vậy ở đây mình có cái âm g. Mình sẽ luyện một vài từ về âm g. Vậy như là g, g, log, đó, log, g, gag, gag. Mình cứ luyện âm trước, sau đó mình mới bắt đầu lồng vào trong từ. Hay là với âm k, k thì có k, cat. Hay là take. À, còn âm cuối cùng là âm thì mình có những cái từ ví dụ như là jungle. À, từ này là kết hợp của cả hai âm rồi, jungle. À, hay là từ sing, song. À, thì chúng ta luyện thêm về cái những cái từ với cái ba âm này, đặc biệt là âm mà mình đang cảm thấy là mình còn chưa luyện được nha.